Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Hòa nhịp phát triển được phát sóng vào lúc 11 giờ 30 phút trên kênh truyền hình BRT. Chương trình trưa nay 23 tháng 10 có những nội dung đáng chú ý sau. Gần 20 thí sinh tham gia hội thi thuyết minh giỏi năm 2022 do Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo tổ chức. Thiết chế văn hóa thể thao ở cơ sở góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Xuyên Mộc đồng hành cùng phụ nữ dân tộc thiểu số. Thưa quý vị, tại thành phố Vũng Tàu, Hội Phụ nữ vùng Hai Hải quân và Hội Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội nghị phối hợp hoạt động giao lưu nhân dịp kỷ niệm 92 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 12 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam. Tham dự hội nghị có Đại tá Đinh Văn Thắng, Phó Tư lệnh vùng 2, bà Lâm Thị Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo chỉ huy các cơ quan đơn vị, các bộ chiến sĩ vùng Hai Hải quân và hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Tư lệnh vùng Hai Hải quân đã thông tin đến các hội viên phụ nữ về tình hình biển đảo, công tác xây dựng lực lượng hải quân cách mạng chính quy, tinh nhuệ hiện đại, tổ chức cho đoàn tham quan tìm hiểu thực tế cuộc sống sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 167. Thông qua hoạt động giao lưu gặp gỡ, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh và Hội Phụ nữ vùng 2 còn trao đổi kinh nghiệm hoạt động công tác hội giữa hai đơn vị, nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào của cán bộ hội viên phụ nữ về vị trí, vai trò và những đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh đã trao 22 phần quà cho các hội viên Hội Phụ nữ vùng 2 Hải quân có hoàn cảnh khó khăn và triển khai chương trình phối hợp hoạt động trong thời gian tới, trọng tâm là tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về biển đảo của Tổ quốc. Hội thao khối thi đua Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế các tỉnh miền Đông Nam Bộ mở rộng lần thứ 14 năm 2022 đã khai mạc tại nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa và Thể thao Vietso Petro ở thành phố Vũng Tàu. Hội thao thu hút 340 vận động viên là cán bộ công chức người lao động làm việc tại Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Bình Thuận, Tây Ninh, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre và thành phố Hồ Chí Minh. Trong hai ngày 21 và 22 tháng 10, các vận động viên tham gia tranh tài ở 9 nội dung thi đấu như bóng đá, bóng bàn, bơi lội, cầu lông, nhảy bao bố. Hội thao khối thi đua Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế các tỉnh miền Đông Nam Bộ mở rộng lần thứ 14 năm 2022 là dịp để công chức, viên chức và người lao động các đơn vị rèn luyện sức khỏe, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, từ đó nâng cao hiệu quả công việc. Huyện ủy Côn Đảo đã tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề về đạo đức công vụ và văn hóa công sở trong giai đoạn hiện nay cho các đảng viên trực thuộc đảng bộ huyện. Cán bộ đảng viên huyện Côn Đảo đã nghe tiến sĩ Đào Ngọc Báo, Phó Viện trưởng Viện Chính trị học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, truyền đạt các nội dung về đạo đức công vụ và văn hóa công sở tại Việt Nam và một số nước trên thế giới, các chuẩn mực đạo đức công vụ và các hành vi bị cấm trong hoạt động công vụ, khái niệm cơ sở pháp lý thực hiện văn hóa công sở, các hành vi bị cấm thực hiện ở công sở và trang phục giao tiếp tại công sở. Hội nghị giúp cán bộ đảng viên công chức viên chức trên địa bàn huyện Côn Đảo cập nhật kiến thức, kỹ năng cơ bản về giao tiếp, ứng xử văn hóa công sở và thực hiện đạo đức công vụ. Qua đó nâng cao lòng yêu nghề, tinh thần tận tụy với công việc, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức huyện chuyên nghiệp hiện đại, tận tâm phục vụ nhân dân. Huyện ủy Côn Đảo vừa tổ chức bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa 10 năm 2022 cho 20 học viên là đảng viên công chức viên chức của các cơ quan đơn vị và cán bộ các khu dân cư trên địa bàn huyện. Trong thời gian 3 tuần, các học viên được học tập, nghiên cứu 18 chuyên đề theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương về chương trình đào tạo sơ cấp lý luận chính trị. Sau học tập, đảng viên công chức viên chức của huyện Côn Đảo nắm được những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của đảng về nhiệm vụ xây dựng, phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, nâng cao niềm tin vào sự nghiệp đổi mới của đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên, vận dụng những kiến thức được học vào thực tiễn, thực hiện nhiệm vụ được phân công ở cơ quan đơn vị. Kết thúc lớp học, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình sơ cấp lý luận chính trị, trong đó có 4 học viên loại giỏi và 16 học viên đạt loại khá. Thưa quý vị, với mong muốn nâng cao chất lượng chuyên môn và tính chuyên nghiệp trong hoạt động
cho đội ngũ thuyết minh viên, đồng thời chuẩn bị cho hội thi thuyết minh giỏi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 2 năm 2022. Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo vừa phối hợp với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo tổ chức hội thi thuyết minh giỏi năm 2022. Tham gia hội thi thuyết minh giỏi huyện Côn Đảo năm 2022 có 19 thí sinh là các thuyết minh viên của Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo và Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo. Các thí sinh trải qua hai phần thi, gồm phần thi rung chuông vàng và phần thi thuyết trình. Ở phần thi rung chuông vàng, chương trình lần lượt đưa ra 30 câu hỏi. Thí sinh nào trả lời sai sẽ bị loại trực tiếp. Thí sinh trả lời đúng nhiều câu hỏi nhất và còn lại cuối cùng trên sàn đấu là người chiến thắng. Phần thi thuyết trình tập trung vào các nội dung phát triển du lịch Côn Đảo, du lịch sinh thái vườn quốc gia Côn Đảo, cuộc đấu tranh của nữ tù Côn Đảo, học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh việc chuẩn bị kỹ nội dung thuyết trình, các thí sinh còn có sự chăm chút cho phần thi minh họa, đồng thời trả lời được hầu hết các câu hỏi của ban giám khảo, thể hiện tốt kỹ năng ứng xử, năng lực chuyên môn và bản lĩnh tính chuyên nghiệp của người thuyết minh viên. Tại vườn ươm khởi nghiệp thanh niên tỉnh ở thành phố Bà Rịa, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Trường Trung cấp Chuyên nghiệp Bà Rịa tổ chức vòng chung kết chương trình Nhà đầu tư thiên thần. 21 ý tưởng dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tham gia vòng thi này. 21 ý tưởng dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia vòng chung kết chương trình Nhà đầu tư thiên thần được lựa chọn trong số 55 ý tưởng dự án khởi nghiệp của thanh niên, học sinh, sinh viên toàn tỉnh sau hai vòng thi từ tháng 9 năm 2022. Các ý tưởng dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, ẩm thực, dịch vụ. Những dự án có tính khả thi cao, phù hợp với giới trẻ sẽ được ban tổ chức hỗ trợ vốn không lãi suất từ quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp hoặc kêu gọi nhà đầu tư thiên thần và hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm. Hơn 50 học sinh trường tiểu học Lê Lợi tại thị xã Phú Mỹ vừa được thăm khám chăm sóc răng miệng miễn phí tại phòng khám đa khoa Vạn Thành Sài Gòn. Chương trình thuộc chuỗi các hoạt động chăm sóc thiếu nhi do Hội đồng đội thị xã Phú Mỹ tổ chức. Các em học sinh trường tiểu học Lê Lợi tại thị xã Phú Mỹ được các nha sĩ phòng khám đa khoa Vạn Thành Sài Gòn thăm khám, tư vấn các bệnh về nha khoa, hướng dẫn đánh răng, chăm sóc răng miệng đúng cách. Dịp này, các em còn được phòng khám trao tặng các phần quà giúp các em giữ gìn sức khỏe răng miệng. Tổng kinh phí tổ chức chương trình hơn 10 triệu đồng do phòng khám đa khoa Vạn Thành Sài Gòn tài trợ. Chương trình chăm sóc răng miệng cho học sinh thiếu nhi được Hội đồng đội thị xã Phú Mỹ tổ chức định kỳ hàng tháng và duy trì từ gần 3 năm nay. Trung bình mỗi tháng, chương trình chăm sóc răng miệng miễn phí cho từ 30 đến 50 học sinh trường tiểu học trên địa bàn. Hội Liên hiệp Thanh niên xã Lộc An, huyện Đất Đỏ đã tổ chức hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi. Đây là hoạt động chào mừng thành công Đại hội đoàn Thanh niên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027 và kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi được Hội Liên hiệp Thanh niên xã Lộc An, huyện Đất Đỏ tổ chức sôi nổi với sự tham gia của đông đảo hội viên thanh niên xã Lộc An, chi đoàn đồn biên phòng Phước Hải, trạm radar 2511 và công ty Repsol Việt Nam. Hành trình diễn ra nhiều hoạt động, ra quân làm sạch bờ biển bãi tắm công cộng, trồng 100 cây phi lao dọc bãi biển, bàn giao công trình cá voi ăn rác trị giá 10 triệu đồng cho đơn vị trạm radar 2511 và họp mặt chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên. Các hoạt động của chương trình tạo cơ hội giao lưu kết nối giữa lực lượng thanh niên các đơn vị. Thông qua đó, tạo sức lan tỏa rộng rãi, thu hút đông đảo hội viên thanh niên địa phương tham gia các hoạt động, phong trào của hội. Thưa quý vị, đẩy mạnh tiến trình xây dựng phát triển, đặc biệt là đẩy mạnh triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, hạ tầng cơ sở huyện Đất Đỏ, đổi thay toàn diện. Các trung tâm văn hóa, thể thao, học tập cộng đồng từng bước được đầu tư bố trí đều khắp 8 trên 8 xã thị trấn. 4 trên 8 xã thị trấn có sân bóng đá, 5 trên 8 xã thị trấn có nhà thi đấu đa năng, 40 trên 40 ấp khu phố có tụ điểm sinh hoạt. 100% thiết chế văn hóa thể thao phát huy hiệu quả công năng, đời sống tinh thần nhân dân nâng lên rõ rệt. Trung tâm văn hóa thể thao học tập cộng đồng thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ đưa vào hoạt động đầu năm 2000. Từ đó đến nay, trung tâm trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi ngày của người dân Phước Hải với mọi thành phần lứa tuổi. Riêng hoạt động thể thao tại đây rất sôi động như võ thuật cổ truyền, bi sắt, bóng chuyền.
trung tâm còn là nơi được chọn để tổ chức các giải thể thao phong trào, giải đấu mở rộng của huyện. Sau giờ làm việc thì anh em tụ tập lại thể thao rồi nâng cao sức khỏe đồ tại sân này. Rồi nói chung là anh em cũng vui vẻ hòa đồng. Sau khi hết dịch đó, trung tâm văn hóa tổ chức được 6 lần bộ môn bi sắt là giải các câu lạc bộ mở rộng, được 2-3 lần giải bóng đá mini cho học sinh và thanh thiếu niên. Song song những cái chương trình mà tổ chức về thể dục thể thao thì cũng có tổ chức về và văn nghệ phục vụ cho bà con nhân dân đến xem. Câu lạc bộ đơn ca tài tử Phước Hải do Trung tâm Văn hóa Thể thao Học tập Cộng đồng gây dựng và điều hành qua gần 20 năm nay, phát triển mạnh, tập hợp 15 thành viên và đã đạt nhiều giải thưởng trong các hội diễn như liên hoan tiếng hát mùa xuân huyện Đức Đỏ. Thành viên câu lạc bộ cũng tham gia vào câu lạc bộ đơn ca tài tử huyện Đức Đỏ, tham gia liên hoan đơn ca tài tử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các kỳ liên hoan đơn ca tài tử quốc gia được tổ chức hàng năm. Chương trình biểu diễn đơn ca tài tử của câu lạc bộ tổ chức định kỳ tối 15 âm lịch hàng tháng, thu hút đông đảo người mến mộ trong và ngoài địa phương. Bố trí đều khắp 8 xã thị trấn, 8 trung tâm văn hóa thể thao học tập cộng đồng huyện Đức Đỏ, cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa văn nghệ thể thao của nhân dân địa phương. Những tụ điểm của từng ấp khu phố cũng phát huy hết công năng, trở thành điểm giao lưu vui chơi sinh hoạt văn hóa văn nghệ thể thao của người dân. Đến đây thì nó rất là thoải mái. Và để cũng làm cái phong trào để tập dưỡng sinh với mấy chị sống vui sống khỏe. Ủy ban nhân dân huyện Đức Đỏ sát sao trong chỉ đạo các xã thị trấn huy động mọi nguồn lực để không ngừng hoàn thiện thiết chế văn hóa thể thao cơ sở, đồng thời phát huy hiệu quả thiết chế này bằng việc duy trì ổn định bền vững các đội nhóm câu lạc bộ văn hóa văn nghệ thể thao. Sau hơn 2 năm phải tạm dừng hoạt động tập trung đông người do đại dịch COVID-19, đầu năm 2022 đến nay, dịch bệnh được kiểm soát, tỷ lệ người dân địa phương luyện tập thể dục thể thao thường xuyên tại các trung tâm văn hóa thể thao học tập cộng đồng huyện Đức Đỏ đạt 37%. Các câu lạc bộ võ cổ truyền, bi sắt, bóng đá, bóng chuyền, đơn ca tài tử được củng cố và duy trì sinh hoạt đều đặn. Hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao luôn có sự đổi mới về nội dung, hình thức, đời sống tinh thần người dân được nâng lên, càng góp phần nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Thành quả này càng minh chứng rõ nét vai trò thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đã và đang được phát huy hiệu quả. Phong trào hoạt động thể dục thể thao của địa phương ngày càng một nâng lên, người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao ngày càng nhiều. Rồi qua đó thì cũng tại trung tâm thì cũng thường xuyên tổ chức và duy trì hoạt động của câu lạc bộ đơn ca tài tử. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng công năng thiết chế văn hóa thể thao ở cơ sở vẫn cần thêm nhiều yếu tố quan trọng. Nâng cao cái thiết chế văn hóa của địa bàn thị trấn cũng như là của huyện nói chung thì trước tiên là chúng ta phải có đầy đủ là nhân sự. Thì có đầy đủ về nhân sự thì trên cơ sở đó mình mới có một cái định hướng cho cái lộ trình thực hiện cái nhiệm vụ về cái lĩnh vực văn hóa. Đồng thời song song đó thì sẽ đưa các cái loại hình các câu lạc bộ về đây để hoạt động, thì trên cơ sở đó thì thu hút được nhiều người dân hơn. Mặc dù thường xuyên tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao cơ sở, nhưng thực tế tại các trung tâm văn hóa thể thao học tập cộng đồng không có nhân sự chuyên trách. Cán bộ trực tiếp phụ trách trung tâm đều là công chức văn hóa xã thị trấn có năng khiếu, tâm huyết, kiêm nhiệm. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 thì 8 trên 8 trung tâm văn hóa thể thao tập cộng đồng của huyện Đất Đỏ đều gặp khó khăn về nhân sự. Do là chúng ta thực hiện cái công tác tinh giản biên chế, thì do vậy mà mỗi địa phương chỉ còn lại một cái chức danh, một cái hợp đồng bảo vệ và phụ trách nhiệm vụ ở đây là công chức văn hóa xã hội. Do vậy mà các địa phương gặp rất nhiều cái khó khăn trong việc triển khai chỉ tiêu nhiệm vụ văn hóa tuyên truyền cổ động trong năm. Đầu tư cho thiết chế văn hóa thể thao ở cơ sở để đáp ứng nhu cầu chính đáng trong đời sống tinh thần của nhân dân, rõ ràng cần có sự đồng bộ đúng mức hơn nữa để hiệu quả từ thiết chế này được phát huy tối đa và trọn vẹn mục đích ý nghĩa. Thưa quý vị, phụ nữ dân tộc là nhóm đối tượng yếu thế, thường phải chịu sự bất bình đẳng trên nhiều lĩnh vực. Do đó, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Xuyên Mộc đã triển khai các mô hình, cách làm thiết thực nhằm tập hợp thu hút phụ nữ người dân tộc tham gia vào tổ chức hội, qua đó giúp đỡ chị em tự tin vươn lên, khẳng định mình trong cuộc sống gia đình lẫn xã hội. Gia đình chị Tòng Thị Thủy, người dân tộc Châu Ro tại ấp Tân Rú, xã Phước Tân, từng là hộ nghèo.
thu nhập của gia đình chị phụ thuộc hoàn toàn vào việc làm thuê làm mướn. Nhằm giúp chị Thủy có điều kiện vươn lên, địa phương đã vận động trao quà, xây tặng nhà cho chị. Đến năm 2017, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tiếp tục tín chấp cho chị vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để mua 2 con bò sinh sản trị giá hơn 30 triệu đồng về nuôi. Vừa được an cư lại được trao cần câu, chị Thủy nỗ lực học cách chăn nuôi. Nhờ đó đàn bò dần sinh sôi, phát triển lên 7 đến 10 con. Tiền bán bò không chỉ giúp chị có thêm nguồn thu nhập mà còn giúp gia đình thoát nghèo. Trước thì mình nhà nước cũng cho mình bò, thì sau thì cũng cho nhà. Sau đó thì hội phụ nữ cho vay 50 triệu để mình tái đàn mình nuôi bò, thì thấy cũng tốt, giúp cho mình làm ăn vươn lên, đồ thấy hội phụ nữ rồi cũng nhiệt tình, cũng lo cho mình, giúp đỡ cho mình đồ vậy. Cũng cho mình vay để mình hỗ trợ vốn cho mình làm ăn đồ, nói chung là cũng tốt chứ. Nói chung giờ thì nó khổ thì cũng đỡ rồi. Nói chung thì nó cũng thoải mái rồi. Tại xã Bầu Lâm, nhằm gắn kết, nâng cao nhận thức và kỹ năng về phát triển kinh tế, bình đẳng giới cho hội viên phụ nữ dân tộc. Năm 2018, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã thành lập mô hình nhóm phụ nữ dân tộc. Trong thời gian qua, hội phụ nữ cũng thành lập được 2 tổ phụ nữ dân tộc gồm có 30 chị, để hỗ trợ cho các chị về cái kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc, rồi hỗ trợ cho các chị những cái kiến thức về bình đẳng giới, tiến tới là các chị có cái nguồn kinh tế ổn định, phát triển kinh tế để có chỗ đứng trong gia đình và tiếng nói trong gia đình. Để tuyên truyền về cuộc sống, về an ninh, về an sinh, để cho dân người ta được nắm rõ, cho chị em người ta hiểu được là mình cũng có quyền lợi, cũng có quyền hàng, có cái bình đẳng giới, không sự công bằng ở trong đó. Vốn là hộ nghèo, không có vốn đầu tư làm ăn, phải đi làm thuê làm mướn. Trong khi con út lại bị dị tật, nên cuộc sống gia đình chị Tòng Thị Trừ quanh năm thiếu hụt. Sau khi tham gia nhóm phụ nữ dân tộc của xã Bầu Lâm, chị Trừ nhận được nhiều sự quan tâm hỗ trợ. Năm 2020, gia đình chị được Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương hỗ trợ 2 con dê sinh sản trị giá 10 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó, địa phương cũng kết nối với các hội từ thiện hỗ trợ con trai chị Trừ điều trị bệnh. Được bên hội phụ nữ tuyên truyền quan tâm chính sách rồi hỗ trợ cho em dê hỗ trợ cho em nguồn mua dê rồi có cũng đỡ nó là giúp đỡ cho em. Huyện Xuyên Mộc hiện có 742 hội viên phụ nữ dân tộc. Thời gian qua, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã phối hợp triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ phụ nữ dân tộc, nâng cao nhận thức và hiểu biết về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước thông qua các hội thi, giao lưu, sinh hoạt chuyên đề, trợ giúp pháp lý lưu động, tư vấn pháp luật trực tiếp tại cơ sở. Ngoài ra, hội thành lập và duy trì hoạt động 5 tổ phụ nữ dân tộc với 102 thành viên và các tổ phụ nữ phát triển kinh tế tại các địa phương. Nhờ sự trợ giúp của các cấp chính quyền, nhất là hội phụ nữ và nỗ lực vươn lên của chính chị em dân tộc thiểu số, mà trong 5 năm qua, có 20 hộ gia đình hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đã thoát nghèo, góp phần quan trọng vào thành quả giảm nghèo của địa phương. Chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay đến đây xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.